Alo, Phong hả? Là anh nè. Em tới phòng cấp cứu gấp, giúp anh nha. Anh nha. Nè, tỉnh lại đi em. Tỉnh rồi hả Nga? Em có sao không Nga? Em thấy trong người sao rồi Nga? Đi vô. Đây là đâu? Đi vô bệnh viện cho bác sĩ người ta khám nha. Nghe lời anh hai nha Nga. Ai rồi? Trời Nga ơi! Nga ơi! Nga ơi! Đừng có đi mà Nga. Sao lại là anh? Hả? Em nhận ra anh rồi Nga. À, vậy là tốt quá. Vậy là em không sao. À, đi đi. Đi vô. Đi vô. Em có nhìn rõ không Ngà? Em có bị chóng mặt không vậy Ngà? Sao anh lại cản tôi hả? Chó hại đâu rồi? Ngà! Tôi phải giết cái thằng chó. Ngà ơi! Ngà ơi Ngà! Ngà ơi đừng đi mà em! Bỏ đi! Bỏ đi Ngà! Ngà ơi không có đáng đâu em! Nhưng mà tôi thấy đáng! Ngà ơi! Bỏ ra! Ngà! Nghe là anh vô bệnh viện đi em chảy máu nhiều lắm rồi Ngà! Em cũng lại anh để em giết cái thằng đó đi. Em giết cho mày chết cũng được. Em không có muốn làm mẹ nữa, hiểu không? Tỉnh lại đi Ngà. Tại sao mày chết đi cái thằng khốn nạn đó? Mày chết này là con cho em đi nữa, hiểu chưa? Buông ra. Cái này, mà buông tay. Buông ra. Buông ra. Anh ta làm ăn quá nhiều. Buông ra. Mau đưa vô khu cấp cứu. Mau lên. Buông ra. Buông ra. Nga, tôi không có chuyện gì muốn nói với anh hết. Anh nói. Em cũng vậy, đứng ra đây. Làm gì vậy? Mấy người không có cản được tôi đâu, buông ra đi. Làm cái gì vậy? Hả? Đứng ra. Nga, anh không muốn làm chuyện này đâu. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu em. Anh nói cái gì vậy? Anh ơi! Anh ơi! Chuyện này là sao chứ? Anh ơi! Châu! Nói cứu em đi Châu! Anh ơi! Cứu em ở đây! Châu ơi! Cứu em ở đây! Nga! Nga! Nói cái gì vậy? Anh ơi! Cứu em ở đây đi ơi! Anh ơi! Hả? Anh ơi! Hả? Mày qua cho mẹ hả? Mày
anh đừng đánh em nữa mà, em biết lỗi rồi. Mày dám bà Hồng nữa không? Dạ không, em không bà Hồng nữa. Sao mày dám vào chỗ mẹ? Em hứa anh, không, em không qua chỗ mẹ nữa đâu. Mày còn dám vào chỗ mẹ nữa không? Dạ không, em xin lỗi anh thêm mà. Em hứa anh không có làm sao nữa đâu. Anh đừng đánh em nữa. Vậy thôi tao. Anh ơi, để em ra đi anh ơi. Anh ơi, em sợ em. Anh ơi, em biết lỗi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, đừng nhớ anh không anh ơi. Anh ơi, anh ơi, đừng bỏ em rồi anh ơi. Em đợi anh chút, để anh đưa em đi làm. Chú, có kết quả rồi hả chú? Ừ, có, chú nhắn cho con liền. May quá, vậy là con phẫu thuật được rồi. Vì là anh em nên kết quả tương thích khá cao. Tình trạng gan của con cũng tốt. Nhưng có một chút vấn đề. Có vấn đề gì ạ? Lá gan của con quá nhỏ. Nếu bây giờ làm phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm tính mạng đó. Siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.